quá kinh châu lắm để cho chị đỡ cười cho vui cửa vui nhà nha. Có sao nó không cười cho em nhỉ? Rồi hôm nay là cái buổi đầu tiên trong cái chuỗi chia sẻ về việc đọc sách. Thực ra cái mục đích chính của chị trong cái buổi, một chuỗi có 12 buổi lần này là đọc sách. Tuy nhiên thì trong cái quá trình đọc sách thì chị không muốn là chỉ có đọc mà mình sẽ có thể áp dụng được vào trong thực tế và cuộc sống. Nên là cái buổi đầu tiên này của mình sẽ đưa ra một cái gọi là basic đầu tiên để cho các bạn có thể đi các cái buổi phía sau nó được thuận tiện hơn. Trong cái buổi ngày hôm nay chị sẽ cố gắng đưa cho các bạn những cái công thức hóa giống như là chị đã nói ở trên Zalo đấy. Thì cái lịch trình của buổi ngày hôm nay đầu tiên ý, thì chị định để là giao lưu và phát cái đống quà ở trước đây này, nhưng mà thôi để chắc tí nữa phát cho nó vui. Còn nội dung thì là mình sẽ bắt đầu với lại cái đầu tiên này là cái cái lần này thực ra là có một cái bước tiến, thì cũng có thể nói là một cái bước tiến, đó là từ trước đến giờ chị đều tổ chức rất là nhiều các cái buổi workshop khác nhau, nhưng chủ yếu nó là online và nó không có cái sự cam kết từ mọi người. Nên là lần này tại sao mà chị lại muốn làm offline, bởi vì chị yêu cầu một cái sự cam kết ở trong đấy. Thì cái cam kết này không chỉ từ phía các bạn mà đối với cả phía chị nữa. Đây là cái tên mà chị nghĩ ra trong cái lúc mà chị làm cái buổi workshop này. Tại sao mà nó lại là cái từ tiếng Nhật và tiếng mình, thì chị kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện của chị là cách đây chị mới chuyển việc. Lúc trước chị đang làm ở bên một công ty ở bên hãng sở. Thì làm đấy khoảng tầm 5-6 tháng thôi thì chị cũng nghỉ. Và chị quay về chỗ gần nhà là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chị làm công ty rất là nhỏ, một cái công ty như kiểu là một công ty Nhật nhưng mà nó cũng ở tạm startup thôi. Và chị đã được nhận được cái lời khen ở đấy, thì chị kể cho các bạn là chị khen những việc hay cái gì ấy. Thì cũng do kinh nghiệm của chị nó cũng nhiều rồi, thì mọi người mới nói rằng là mặc dù bạn không biết về kỹ thuật, đó là brief thì bạn chưa phải là mức brief, nhưng mà counter thì bạn cũng không phải là mức counter. Thì chị được khen là chị có thể nói được một cách khá là đầy đủ. Thì bạn ấy có nói rằng là mày mà cũng có thể nói được như thế với lại người Nhật ở đây á. Có là hôm đấy bác ấy đến công tác ở Việt Nam thì trong lúc mà họp với tất cả mọi người ở đấy thì chị cũng là người gọi là cầu nối thôi, thì nói chuyện và đưa ra cả cái ý kiến của các cái bạn ở xung quanh đấy nữa và cả của chị nữa. Với là nó là một cái sự không phải là dịch hẳn mà cũng không phải là dịch 100% ý nghĩa của người ta, cũng thêm cái ý kiến của mình vào. Thì tại sao mà lại có cái tiếng Nhật tiếng mình là vì sao? Thì là chị nghĩ là cái việc mà chúng ta học tiếng Nhật, chúng ta đi phiên dịch thì không chỉ đơn thuần là dịch 100% những cái gì mà người khác nói, mà mình phải nói được cái ý kiến của mình nữa thông qua cái kinh nghiệm của mình. Thì cái này nó cũng là một cái sự trải nghiệm nữa, hoặc là nó liên quan đến kỹ thuật thì nó sẽ liên quan đến những cái kinh nghiệm mà mình có nữa. Nhưng mà cái hướng mà chị muốn hướng tới là mình không phải là nói tiếng Nhật được như là 100% của người bản ngữ, đúng không? Mình không thể nào mà đi đọ với một cái người mà người ta là người Nhật được, hoặc là mình cũng không thể nào đi đọ được với những cái người mà người ta ở bên Nhật 5 năm, 10 năm. Bản thân chị biết được cái điểm yếu của mình là như thế, không thể nào nói được một cách xin gen như Hongo đã xích tự như là người Nhật, nhưng mà mình có thể nói ra được ý kiến của mình và giúp cho cái công việc được trôi chảy, đúng không? Thì tại sao mình là tiếng Nhật tiếng mình? Thì nhiều khi mọi người chúng ta hay bị một cái áp lực, đó là phải nói sao cho giống người Nhật, phải nói sao cho nó thật là suôn sẻ, mà mình lại không nghĩ đến cái bước đó là mình làm thế nào để có thể nói ra được cái ý nghĩa của mình, cái ý nghĩa của mình một cách hakiri, có là một cách rõ ràng dễ hiểu để cho người ta biết được là mình nói cái gì. Nên là cái việc mà mình nói như thế nào và mình cái việc mà mình nói hạt accent tộng như thế nào, cái hạt sơ như thế nào, nó là cái bước thứ hai sau khi mà mình đã có được là mình nói cái gì và mình biết nói cái gì. Đấy, thì chị nghĩ là cái tiếng Nhật tiếng mình ở đây cái ý nó là như thế. Thì mình cần phải có được cái ý kiến để mà mình nêu ra được cái, trước tiên là mình phải biết là mình nói gì nhá. Chị thấy là ngày xưa 5 đến 10 năm, 5 năm đầu tiên khi mà chị mới ra trường, chị hay bị một cái đó là cứ cái anh sếp ấy, anh ấy nói thì chị có thể dịch được 100% cho cái bác kia, nhưng mà bác ấy hỏi chị cái này nghĩ như thế nào thì nói được một câu thì tìm được không nói được nữa. Đấy là cái kinh nghiệm của chị. Đó là thứ hai, đó là mình hay sợ ấy. Mình hơi sợ vì là mình nói thế không biết người ta nghĩ nào, mình nói thế không biết là người ta có nghĩ mình dốt không ấy.
Nhưng mà thực tế chị thấy cái này nó là cái mà mình cứ hồn nhiên thôi, thì mình sẽ dần dần mình sẽ trau dồi được nhiều cái kinh nghiệm, thì mình có sợ sai làm gì. Thứ hai đó là mình không đồng hóa chính mình với người khác, tại vì là chị ngày xưa không biết là bạn nào theo dõi chị lâu ấy, chị có một cái video nói một tiếng Nhật nói rằng là tại sao dạo này gần đây tôi cảm thấy rất là buồn khi mà không có ai xem video của tôi. Tại sao dạo này không có ai xem video của tôi thấy rất là nhiều người ngoài kia làm video cũng bình thường thôi, tại sao người ta không xem tôi. Chỉ có một cái video như thế trên mạng, bạn nào cũng xem không, thì là mình bị đồng hóa mình ấy, mình so sánh ấy. Thì cái này trong cái quá trình mà đọc sách thì chị sẽ cố gắng là diễn tả cái ý của chị để mình cố gắng để không đồng hóa chính mình, vẫn là mình tự tin vào những cái gì mà mình có ấy. Thứ hai là không có áp lực để mà nói sao cho mình giống. Thì cái này thì chị, như chị đã chia sẻ rồi, thì tại sao cái tên của nó là như thế. Tiếp hai đó là cái giá trị cô nói mà chị muốn hướng tới, thì vì lần này chị yêu cầu một cái sự cam kết từ phía những người tham gia, nên tại sao có buổi offline là như vậy. Thứ nhất là offline để cho chúng mình hiểu nhau hơn, thứ hai là có cái sự cam kết và sẽ cùng nhau tạo một cái cuốn sổ tay cộng đồng, và từ chính những cái câu mà các bạn sử dụng trong thực tế của các bạn nhé, hoặc là những cái câu mà các bạn có thể gặp ở trong cái quá trình mà học GPT, hoặc là một cái câu nào đấy mà các bạn đã dùng trong thực tế, sử dụng những cái ngữ pháp mà chị đã liệt kê ở đây, thì chắc chắn những cái ngữ pháp mà chị liệt kê trong những cái buổi workshop này nó sẽ chắc chắn có dùng ở thực tế. Cái vấn đề là chúng ta sẽ là người tổng hợp lại và tạo thành một cái cuốn sổ tay, và không chỉ có những cái ví dụ của chị mà có cả các cái ví dụ của các bạn nữa, nên là nó sẽ có cái giá trị cốt lõi đầu tiên, đó là cái chia sẻ. Tại sao mình là chia sẻ? Vì là nếu như mà các bạn chỉ có nghe chị nói thôi không ấy, thì ok chị nói đúng đấy, nhưng mà em làm được không thì nó lại là một cái vấn đề khác, và nó không có cái sự cam kết thì nó sẽ không thể nào mà gọi là đi được lâu dài. Mình cần phải nhìn thấy được mình thấy là mình tốt hơn này thì mình mới làm được tiếp, còn nếu mà mình cảm thấy mình không tốt hơn được thì sẽ không có những cái action tiếp theo ấy. Như là chị muốn là mình muốn tự học được, mình muốn có thể trau dồi được kiến thức của mình, là mình muốn là học một cách lâu dài lâu bền, thì mình phải chia sẻ. Thứ nhất là để cho mình và cho cả mọi người nữa, thì đấy là cái giá trị đầu tiên mà chị hướng tới. Cái thứ hai đó là chị muốn chia sẻ những cái câu chuyện thật của chị, nên là các bạn sẽ thấy là tất cả những cái mà chị chia sẻ ở trên Facebook là tất cả những cái gì chị gặp ngoài đời sống. Và dạo này các bạn thấy không, có rất là nhiều thứ mà chị chia sẻ ở ngoài chính cái công việc của chị đang làm ấy. Thì chị nghĩ là những cái bạn mà mới đi làm ấy, thì các bạn sẽ gặp một cái điểm yếu là các bạn không biết cái nào là cần, cái nào là không cần, và các bạn sẽ không biết được là nhìn từ đâu trong những cái mà ở ngoài kia. Thì chị sẽ giúp cho các bạn là ngày hôm nay các bạn thử tìm những cái này xem trong cuộc sống của bạn có không, xong các bạn nốt lại. Ngày hôm nay chị có những cái này, chị thấy là gặp cái này thì các bạn có cái đấy không, các bạn nốt lại, chứ không phải chỉ một mình chị ấy. Nên là chị muốn là hãy chia sẻ với nhau những cái mà các bạn gặp trong cái đời sống của mình ấy, trong cái thực tế của mình ấy, và mình cùng giúp đỡ nhau. Và một khi mà đã cam kết đi đến cuối cái 12 buổi này, thì mình sẽ cố gắng là đã xác định có 12 buổi thôi mà 3 tháng à, chị đang tính trong khoảng 2-3 tháng rồi, thì mình cứ theo một cái step như thế thì mình sẽ chia sẻ cho nhau. Đấy, thứ hai nữa là chị rất là thích vẽ, nhưng là các bạn sẽ thấy là mình cần phải sáng tạo, nhưng mà cái sáng tạo đấy chị cũng không phải hướng tới là các bạn phải vẽ, mà ý chị nói là mình hãy cố gắng sử dụng cái suy nghĩ, cái sáng tạo của mình để mà có thể thiết kế những cái nội dung hoặc là những cái vấn đề theo cách của mình. Đấy, thì cái đấy nó là cái mà chị mong muốn là mình hãy sử dụng cả đôi bàn tay và cả trí óc của mình nữa để mà áp dụng cái tiếng Nhật vào thực tế. Chị xin lỗi chị. Con này có lên tầng 5 nhá. Tiếp đến này, thì bây giờ mình sẽ đến cái nội dung của cái buổi ngày hôm nay. Đấy. Thì cái buổi ngày hôm nay đấy là cái nội dung mà chị muốn hướng tới, là tại sao lại có cái buổi offline ngày hôm nay, và tại sao lại có 12 buổi tiếp tới đây. Và trong 12 buổi đấy mình sẽ cố gắng là làm lại và đào sâu của cái buổi ngày hôm nay thôi. Như vậy là cái buổi ngày hôm nay là cái buổi gọi là như kiểu là những cái viên gạch đầu tiên ấy. Thì trong cái quá trình mà mình làm 10 buổi còn lại là mình sẽ đào sâu những cái mà ngày hôm nay mình nói. Thì với cái buổi ngày hôm nay mình sẽ đến đi xong chờ chị giờ đấy
Với cái buổi ngày hôm nay ấy, thì là nó sẽ có cái nội dung như thế này. Mục đích chính của mình đó là đọc sách đúng không? Các bạn đến đây là về việc đọc sách. Tuy nhiên là chị nghĩ là cái việc đọc sách nó là cái việc mà sẵn chắc chắn nó sẽ có. Chắc chắn có khi nào không à, cho chị bảo như ngồi ghế ở kia hoặc là ở đằng sau đây nhá. Thì cái việc đọc sách là cái việc mà mình sẽ chắc chắn là phải đọc trong cái quá trình mà mình học một ngoại ngữ nào đấy. Thì khi mà học một cái ngoại ngữ nào đấy thì ai cũng sẽ hướng tới là cái việc là phải đọc một cái cuốn sách, ít nhất phải đọc được một cuốn chứ đúng không? Không lẽ không thì manga, không manga thì cũng phải cuốn gì đấy dày dày một tí đúng không? Thì cái cuốn sách đầu tiên mà chị đọc là cái cuốn này, là cuốn Gold Kitsune. Cái cuốn này là cái cuốn mà hình như là bạn học sinh cấp 1 nào cũng sẽ được đọc. Đó là một cái cuốn như kiểu chuyện cổ tích của mình ấy. Thì đợt đấy hồi chị còn làm ở trường, một trường của Nhật, thì chị được một cái thầy của Nhật đấy cùng đọc cái cuốn này. Thì ở trong đấy mình có rất là nhiều các cái từ tượng thanh, từ hình miêu tả về cái khung cảnh và cái hoạt động của cái nhân vật ở bên trong đấy. Thì lúc mà chị đọc với lại cái thầy người Nhật đấy thì là thầy có giải thích xem là tại sao lại như thế, tại sao như này như thế kia. Rồi có một cái là được giải thích chi tiết từng biến pháp và được đọc và chép lại. Từ lần đấy là chị còn luyện viết chữ đẹp, tại vì ở cái trường đấy là có cái môn là sổ đô, là cái môn là thư pháp. Thì là thầy thư pháp thì không chỉ có viết bút lông mà viết cả bút chì. Thì cái đợt đấy là viết bút chì thì thầy mới bắt là phải chép lại từng cái câu trong cái cuốn này, là câu 20 mấy trang. Cái cuốn sách này chỉ có 20 mấy trang thôi, nhưng mà ngồi chép lại từng câu đấy thì được phân tích rồi được chép lại, nên gần như là thuộc cái cuốn này, thuộc theo cái kiểu là mình đọc đến đâu là mình hiểu, hình dung ra được cái câu chuyện đấy, chứ không phải là thuộc theo cái kiểu là thuộc lòng mình là kiểu thuộc theo kiểu là vứt sách đi cũng đọc được, mà là thuộc đến theo cái kiểu là mình đọc thì mình sẽ hình dung được cái câu chuyện như thế nào, nội dung ra sao, cấu trúc nó như thế nào. Thì là đấy mất 2-3 tháng để đọc cái cuốn này cơ, tại vì mình làm cái việc nó rất là tò mò như thế, cứ phân tích từng tí một, nên là mất rất là lâu. Thì lúc mà mình đọc ấy thì là mình phân tích từng cái loại câu một này, và chị đợt đấy là thầy cũng giúp chị đó, là tìm ra một số các cái mẫu số chung. Thì khi mà mình chuyển ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt thì mình sẽ có những cái công thức. Thì cái công thức này nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi nhé. Bạn nào mà liên quan đến biên tập hoặc liên quan tới cái việc dịch sách thì chị nghĩ là nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Tuy nhiên cái cách chuyển ngữ này sẽ rất là phù hợp cho bạn nào muốn sau này có thể chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và ngược lại. Thì cái này sẽ được giải thích cụ thể vào các cái buổi tới. Và chị cố gắng là áp dụng nó vào thực tế. Có nghĩa là khi mà mình học những cái câu đấy, cái ví dụ đấy, những cái từ đấy thì là mình sẽ cố gắng áp dụng nó vào trong thực tế. Thì đợt đấy chị đã làm được cái việc này, thì mình đợt đấy làm cùng với lại các thầy cô người Nhật thì cũng phải nói nhiều. Thì là mình cố gắng là hôm nay mình học cái ngữ pháp đấy, mình sẽ cố gắng là ngày hôm đấy mình có thể sử dụng được cái ngữ pháp đấy trong cái ngày hôm đấy hay không. Đấy thì là cái cách mà chị đọc và áp dụng nó vào thực tế như thế. Thì bây giờ sẽ có một số bạn sẽ hỏi là thế bây giờ làm thế nào để duy trì, tại vì rất là nhiều bạn nghĩ rằng là rất là khó để mà duy trì đúng không? Đọc được 1-2 câu thì đã chán rồi chứ chẳng phải một cuốn sách. Thì chị có một số các cái tip để mà giúp cho các bạn duy trì. Thứ nhất là đọc những gì mình thích. Ngày xưa là chị thích handmade. Bạn nào theo dõi chị lâu sẽ biết chị rất là thích handmade, may vá. Nên không có cái gì mình tự may đấy ra. Chị may áo cho con, chị may túi sách, chị may tất cả mọi thứ. Thì tất cả những cái tài liệu mà chị lấy là chị sẽ đọc tiếng Nhật. Đấy thì các bạn thích cái gì? Ở đây bạn nào thích cái gì? Bạn nào thích manga thì đọc manga, bạn nào thích truyện tranh thì đọc truyện tranh, bạn nào thích đăng ở đây ai lấy chồng rồi có con thì đọc sách về em bé. Đấy, hoặc là tất cả những cái gì mà mình thích. Chị ngày xưa chị cũng thích tối giản, nên chị hầu hết tất cả những cái người mà liên quan đến cái từ khóa minimal ấy ở trên bằng tiếng Nhật ở trên YouTube mà chị hầu như là chị xem tất. Như ai chị cũng biết về cái lối sống tối giản đấy.
thì chị cứ đọc những cái gì mà chị thích thôi. Sau đó là khi mà mình đọc thì nó sẽ có các cái himosuke ấy, hay còn gọi là những cái mà nó liên kết với nhau ấy, nó sẽ nối từ cái A sang cái B, từ cái B sang cái C. Mình xem cái video đấy mình thấy có một cái keyword nào đấy, ví dụ chị Marie Kondo chẳng hạn, chị rất là thích về dọn dẹp đúng không? Thì trong cái quá trình đấy dọn dẹp mình sẽ có những cái keyword mà chị nói ra, những cái cuốn sách mà chị thích. Thì chị lại đi tìm cái cuốn sách mà chị nói trong cái video đấy, hoặc là chị lại đi đọc cái cuốn sách đấy, hoặc là chị nói về cái keyword nào đấy mình nghe thấy thì mình lại, mình nếu mà mình thích, mình cảm thấy là tự nhiên mình thấy là mình thích thì mình đi tìm không, thì mình cứ làm như vậy thì nó sẽ có cái động lực. Chứ nếu bây giờ nhá, bắt chị mà phải đi học GPT chẳng hạn, đúng không, đi học GPT mà ngày 100 chữ, ok cái đấy là việc cần thiết, việc bắt buộc, nhưng mà bây giờ chị em mình chắc là đi làm hết rồi đúng không, các bạn nào còn đang đi học nữa không, GPT đi học thì chắc chắn vẫn phải học nhá, vẫn phải ngày này cày xong từ trong câu trong mẫu rồi. Giống như là bạn Huy ở đây là ngày nào cô Hồng bắt viết từ mới rồi bắt viết câu đấy. Thì đầu tiên là cái việc mà mình đỗ được N2 hoặc đấy là cái việc mà tạm thời mình sẽ cho nó là thứ yếu. Thì bây giờ cái việc mà khi mà mình đi làm rồi, làm thế nào để duy trì, thì mỗi ngày 15 phút mình nghe cái điều mình thích. Tiếp đến là nó liên quan đến cái nội dung hiện tại của mình. Ví dụ nha, ví dụ như là chị đang rất là thích dọn nhà, thế thì chị đi dọn nhà, chị đi tìm những cái về dọn nhà. Hoặc là những cái liên quan đến kỹ thuật của các bạn, như là bạn hãy search bằng tiếng Nhật đi, ví dụ như là các bạn đang muốn tìm hiểu về một cái kỹ thuật nào đấy chẳng hạn, về trong công tơ chẳng hạn, IT chẳng hạn, thì bạn search những cái keyword liên quan đến tiếng Nhật về cái từ đấy, các bạn nghe đấy. Cộng với việc là trong cái quá trình đấy thì là chị sẽ có một, tiếp đến là mình sẽ áp dụng nó vào thực tế và mình cố gắng ghi chép và tổng hợp lại chúng để mà refresh lại mình, hoặc là để hanse lại những cái gì mà mình đã học ấy. Thì trong 1, 2, 3, 4, 5 cái bước này thì tại sao chị lại bôi cái bước vàng vàng này? Thì để mà có thể tạo được động lực, để mà có thể nghe được những cái mình thích, để mà có thể áp dụng được vào thực tế thì mình phải có một cái nền đúng không? Thì chị sẽ giúp cho bạn cái nền đấy trong 12 buổi tới. Thì cái nền đấy nó rất là nền thôi nha các bạn, nó chỉ là một cái rất là basic thôi. Nhưng mà chị sẽ giúp cho các bạn một cái, đó là từ cái nền đấy và trong cuộc sống của các bạn, mà các bạn gặp những cái gì khó hơn thì cần phân tích kỹ hơn, thì trong những cái buổi tới đây mình sẽ phân tích từ chính những cái câu của các bạn. Nhưng mà về cái chính ấy, mình sẽ đưa ra một cái phương pháp để mà công thức hóa những cái gì gọi là basic nhất có thể, để mà mình có thể dịch và đọc được sách. Thì chị sẽ giúp cho các bạn trong 10 buổi tới đây. Thì bây giờ mình đến cái phần nội dung chính này. Như vậy là mất 15 phút để mà nói về những cái dâu riêng. Bây giờ là đến cái nội dung chính là chị sẽ có khoảng tầm hơn 1 tiếng để chia sẻ với các bạn là cái cách về luyện tập cái kỹ năng phân tích mọi loại câu. Thì ở đây có bạn nào muốn ngủ không? Tiếp đến này, con không ngủ á? Ok, con không lên lớp 1. Ừ, đi chơi đâu cũng được. Ok, hôm qua con đi ra ngoài. Thì mày qua hỏi cho mấy con các bạn có một người đi đằng trước mẹ được không? Thì cái kỹ năng phân tích của mình ở đây nó sẽ có, trong cái buổi ngày hôm nay mình sẽ có 4 nội dung. Thứ nhất là phân tích câu. Thứ hai là mình sẽ, trong cái quá trình phân tích câu thì nó sẽ bao gồm chủ ngữ, mệnh đề danh từ, và cái cuối cùng là ghép và hiểu toàn bộ cái câu đó. Thì chị sẽ giúp cho các bạn buổi ngày hôm nay đi được 4 cái nội dung này. Trong 4 nội dung này thì mình sẽ đến cái nội dung đầu tiên là các loại câu. Ở đây chắc là bạn nào cũng biết là câu tiếng Nhật có mấy loại câu rồi đúng không? Có bạn nào không biết không? Có câu danh từ, câu động từ và câu tính từ. Có bạn nào đã nghe được cái khái niệm này chưa? Chắc là nghe rồi đúng không? Bây giờ vậy nhận biết nó kiểu gì? Đúng không? Nhận biết nó kiểu gì? Thì cái chính của mình là mình nhìn vào đằng sau đây thôi. Ví dụ như là tabemasu là ăn đúng không? Là động từ, là tôi ăn cơm chẳng hạn, thì là tabemasu là động từ thì nó sẽ là câu động từ. Kirei desu là xinh đẹp là tính từ đúng không? Thì nó sẽ là câu tính từ.
Còn Nihongo nó không để là danh từ thì nó là tô danh từ. À có một cái mà rất là nhiều bạn nói là kire nhé, không phải kire. Kire là sai, kire. Kore wa kire desu, chứ không phải kire. Kì là thấp đúng không? Là bị sai này, kire, kire. Đấy thì là mình sẽ nhận biết bằng cái kết thúc câu là động từ, tính từ hay là danh từ, thì nó sẽ được chia là câu động từ, câu tính từ và câu danh từ. Thì bây giờ mình sẽ đến từng cái loại câu một. Thì cái câu mà 95% nên có thể nói là 95-90% là mình dùng câu động từ, đúng không? Tại vì là hầu hết là mình dùng động từ, chứ danh từ thì nó cũng có nhưng mà nó ít hơn, chứ vẫn có rất nhiều. Nhưng mà về cơ bản là mình sẽ dùng đến cái loại câu động từ này là nhiều nhất. Thì ở đây trong cái ví dụ này là chị lấy trong cái cuốn mà chị để trước mặt các bạn này. Thì là cái cuốn này mình sẽ làm sử dụng để mà làm một cái sườn. Cái cuốn sổ tay đọc dịch đấy là chị biên soạn thôi, chứ không phải chị viết. Chỉ là người biên soạn và chị dịch nó sang tiếng Việt thôi, chứ không phải chị viết nha các bạn. Chị cũng không có gì gọi là gì phức tạp quá, chị chỉ chuyển ngữ nó lại thôi và chị tìm ra cho các bạn các cái công thức. Thì đây là một trong cái ví dụ trong cái cuốn đấy là Koro Kosoga Yume no Seiko Jitsugen ka Saseru. Có nghĩa là Saseru ở đây là câu động từ đúng không? Chủ ngữ của mình là gá hoặc là quá đúng không? Còn ở đây nó là trạng ngữ này. Thì cái trạng ngữ này trong tiếng Việt của mình hay dùng ở đầu câu. Ví dụ như là mình có thể để đâu tùy, đúng không? Lúc nào cũng này, đúng không? Là hầu như lúc nào thì là chị đang để ở đầu câu. Còn nếu như mà tùy câu đấy văn vẽ như thế nào thì mình có thể để ở cuối câu hoặc để ở giữa câu thì tùy. Nhưng mà mình sẽ biết được là cái này nó chỉ là cái phụ thôi, chứ không phải là cái chính. Cái chính của mình nó chính là ông đi biết này này, ông ấy có cái này này hơn những cái người khác. Thì mình sẽ dịch theo cái cấu trúc như thế. Đây là cái câu đơn giản nhất nhé. Đấy thì trong cái ngữ pháp của mình như thế, thì dân sử dụng câu này sao nào? Câu này cũng là câu gì? Động từ, kết thúc bán. Rồi, để ký được. Thế là các bạn sử dụng chưa nào? Ở đây có ngữ pháp thì ta? Ta đi, đúng không? Ta đi thì sẽ, khi mà có ta đi thì bắt buộc phải có một động từ đi kèm. Một là sư đự. Ở đây thì là nó là si tê rồi. Hoặc là xe chô sư đự thôi. Như vậy ba cái động từ này làm ra đồng đẳng nhau, có là nó nối lại với nhau. Vậy cái câu này, cái ố này đi với cái gì các bạn? Thực cái ố này nó đi với cái động từ gần nhất, nó đi với cái này. Ố này thì bao giờ nó phải đi với động từ đúng không? Thì là nó hay đi với động từ gần nhất. Về cơ bản thì nó sẽ hay đi với động từ này. Và cái động từ bên này, cái động từ này, cái động từ này là ba động từ đồng đẳng với nhau, nên nó đều bổ nghĩa cho cái ố đấy hết. Và cái từ đề ký hiệu này nó là cái phủ ở bên ngoài. Cái phủ ở bên ngoài. Thế bây giờ chủ ngữ là gì? Đúng rồi, thực ra cái việc này nó là chủ ngữ. Cái chủ ngữ này là cái chủ ngữ to đúng không? Và cái chủ ngữ này lại bao gồm tất cả cái vàng ở trên đúng không? Vậy mình sẽ dịch là cái việc gì? Cái việc ố này, động từ đúng không? Cái đoạn vàng vàng này là câu động từ. Thì mình dịch từ động từ đến bổ ngữ. Đúng không? Thì vậy là cái việc mà ố à, cái việc mà dẫn dắt này, đây là Michibiku, là vi chi vi cự, dẫn dắt, cái việc dẫn dắt này, dẫn dắt cái ố đây này, phải dẫn dắt cái này trước nhé. Bản thân mình ngày hôm nay đến cái hướng hoàn toàn khác với bản thân ngày hôm qua, rồi nỗ lực vì nó, rồi phát triển mình. Đúng không? Thế cái có thể đấy thì nghe nó hơi ngược đúng không? Nghe đúng không? Cái đề kia được đấy mà nghe bật thì nó hơi sai đúng không? Thì là mình có thể thêm chủ ngữ thứ ba vào đấy, chúng ta, chúng tôi, mọi người. Đấy là quy tắc nhé. Quy tắc là chúng ta hãy kéo một cái chủ ngữ thứ ba nếu trong trường hợp mà cái chủ ngữ đấy nó hoặc là các câu gần nhau, chủ ngữ giống nhau thì cái đoạn này nói sau, nhưng mà chúng ta sẽ là chúng ta có thể đúng không, chúng ta có thể dẫn dắt bản thân mình đúng không, và nỗ lực phát triển nó. Và đây là
đã đi vào thể T. À, cái thể T này là gì các bạn? Liên kết như nào ta? Thể T này chị nghĩ là có hai nghĩa. Một là thứ tự trước sau. Hai là... đúng rồi, nguyên nhân và kết quả. Ví dụ như là Kino, Ốc, Tabite, cô là cả cả bài đến ăn nhiều quá nên là tôi vẫn là hành động trước rồi đến hành động sau thôi, nhưng mà lúc mà mình chuyển sang tiếng Việt thì nó sẽ là vì A dẫn tới B, nó có cái mối quan hệ nguyên nhân và kết quả, thì cái này nó chính là nỗ lực và trưởng thành thứ tự trước sau, hoặc là nó cũng có thể vì mình nỗ lực nên là mình mới trưởng thành được ấy. Thì nó có hai cái ý như thế. Thì trong cái câu văn này nó là cái ý gì thì cái đấy là cái xem sự của mình, mà mình dịch theo là cho nó đúng cái ý với đúng cái nghĩa của mình muốn thôi. Thì ở đây chị đang để là chúng ta có thể nỗ lực dẫn dắt phiên bản của ngày hôm nay, đúng không? Cái từ phiên bản này là thêm này, đúng không? Cái phiên bản ngày hôm nay, cái từ phiên bản này là thêm theo một hướng hoàn toàn khác với cái phiên bản ngày hôm qua. Thì cái phiên bản này là để cho câu nó văn hay hơn thôi, còn đâu nó vẫn chỉ là dẫn dắt bản thân mình ngày hôm nay dẫn tới một cái bản ngày mai để mà trưởng thành, để mà phát triển thôi. Thì cái phiên bản này là cái mà mình thêm vào thì cho cái câu văn của mình nó hay hơn. Nhưng cái chính của mình chỉ muốn nói đây là câu động từ, nó có thể xuất hiện ở chủ ngữ hoặc nó có thể xuất hiện ở vị ngữ, và trong cái câu đấy nó sẽ có các cái kết nối với nhau, đúng không? Thì nó sẽ có tari, votari, hoặc cc, yori, quá rồi. Đây là những cái thẻ mà bắt buộc sẽ có. Bây giờ bạn nào cứ thử đánh cho chị sitari một phát lên trên cái trang trước hoặc lên trên cái skype của bạn, có tất cả những câu nào liên quan đến verb sitari bạn nốt lại hết xem có đúng là người ta dùng rất nhiều không. Chị chỉ cần thì trong cái lúc mà làm cái buổi này chị đã liệt kê ra đủ, chị có rồi và các bạn cũng sẽ có một các bạn nữa, thì là mình sẽ tổng hợp lại nó thành một cái cuốn, một cái danh sách tất cả những cái từ mà dùng sitari trong đời sống thực tế của các bạn đấy. Tiếp đấy này, bài tập nhá. Về chị có mô tạo cái group trên Facebook, chúng ta vào hết chưa ta? Thì chị sẽ gửi lại, xong là mình sẽ cùng làm cái bài tập đấy nhá. Đó là mình sẽ liệt kê tất cả những cái gì có trong đời sống của mình cùng với cái công việc của mình đã từng nói, đã từng biết. Thì mình sẽ học được chính những cái mà mình đang làm ấy, thì nó sẽ dễ. Như là câu danh từ. Câu danh từ thì dễ rồi nhỉ? A là B, A không phải là B. Nhưng mà cái khó là cái A này này với cái B này này, nó không phải là đây là cuốn sổ với đâu là cái bút như là Minano Nihongo, đúng không? Thì của mình nó chính là ví dụ như đây này, tác dụng của tổ á là cái việc mà viết, đúng không? Là cái công việc, là cái việc, đúng không? Shigeki, cái này cái hệ thống ở đây, cái này là từ chuyên ngành nhé, cái này trong cuốn sách, nhưng mà chắc các bạn không cần phải nhớ được. Nói chung mình chỉ lấy cái ví dụ thôi, biết là cái công việc kích thích hệ thống kích hoạt dưới lọc não bộ hay là giúp cho não của mình nó hoạt động một cách như vậy là có sự chú tâm hơn ấy. Hoặc là cái tự khác này, A là B tiếp này, A là cái checker, là cái habit checker ấy. Còn B là cái sô cổ này, đúng không? Cái sô cổ này nó là từ bổ nghĩa bởi cái mà cái danh từ ở phía đằng trước là mê ni mê lữ đô lơ cử nó. Sô cổ này là cái bằng chứng chứng minh cho cái sự nỗ lực mà mình có thể nhìn thấy được bằng mắt. Có nghĩa là mình sẽ có cái habit checker, mục đích của nó ấy, là giúp cho mình theo dõi được cái thói quen để ngày hôm nay mình thấy là mình đã chấm một chấm, ngày mai mình chấm một chấm, ngày hôm sau mình không chấm mình thấy nó buồn buồn, mình chấm tiếp, mình làm tiếp, thì nó là cái habit checker. Cái này chị cũng hay làm luôn. Chị có quyển sổ ở đâu ấy, dở quyển sổ ấy ra, đúng không? Hôm nay thấy viết, ngày hôm sau thấy viết, ngày hôm sau nữa thấy viết, ngày hôm sau nữa thấy trống trống, buồn ghê, viết tiếp, đúng không? Đấy thì là mình sẽ giúp được mình viết tiếp để tạo được thói quen thôi. Rồi, thế bây giờ khó hơn này, quên mất cái chỗ này để không cần. Đấy, câu sau thì sẽ che đi nhá, câu 1 thì vẫn cho nhìn. Rồi, cái kết thúc câu là đúng không? Thì là câu danh từ, nhìn thấy danh từ phát là A là B rồi. A là B. Nhưng mà cái A này nó có không ta? A đây, đúng không? A là subarashii sashin. A là B. Rồi, cái A này
này thì lại được bổ nghĩa bởi cái đằng trước đây. Cái OA được tố này là ngữ pháp khi kết thúc học kỳ. Ở đây thêm cái này cũng là ngữ pháp này. Vâng, tạm cô tôi nhí dùng trường hợp này. Tạm biệt đằng trước nó là một cái tính từ miêu tả về cảm xúc thì nó sẽ là gì? Đúng rồi, rất là, thật là. Thế thì có là tính từ miêu tả về cảm xúc cộng với cô tô ní là CLAC, cô tô ní thật là hạnh phúc này. Odoroki, odoroi tại cô tô ní là thật là bất ngờ này, đúng không? Thật là bất ngờ. Cái ông giáo sư này, Kyoshu là ông giáo sư, ông ấy đã rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên gì? Rằng A là B. Ngạc nhiên rằng cái bức ảnh tuyệt vời lại là những cái của nhóm lượng. Cái này nó là trong một cái ví dụ ở trong cuốn sách này là nhóm lượng và nhóm chất. Nhóm lượng là chỉ làm thôi, không biết là đúng hay sai, không biết là tốt hay xấu, cứ làm. Còn một cái nhóm chất là cái nhóm nào phải, tác phẩm nào tốt, tác phẩm nào đẹp thì mới gửi. Thì cuối cùng kết thúc học kỳ là cái thằng mà cứ làm, không cần biết kết quả ra sao thì là có nhiều tác phẩm hay nhất. Còn những cái thằng mà cứ phải xác định là phải đẹp mới nộp để được điểm A, điểm B thì những cái thằng đấy chẳng có cái tác phẩm nào cuối kỳ cả, đúng không? Thế nên là hoàn thành tốt hơn, hoàn hảo, cứ làm đi, cứ biết đi, chúng sai không cần biết. Nhưng mà đến cuối cùng cái thằng mà được nhiều nhất lại là cái thằng mà không nghĩ đến kết quả, là cái thằng mà cứ làm thôi, không cần biết kết quả nó ra sao thì lại là có nhiều tác phẩm đẹp nhất. Thì đây là một trong những cái ví dụ thực tế của một cái ông giáo sư nào đấy ở trong cuốn sách mà chị trích dẫn ở đây. Thế bây giờ đến cái này, đến cái đoạn này thì trích dẫn ở trong đề thi GPT. Đến đi giao đi năm nào đấy chị không nhớ, cách đây 1-2 năm thôi, chị cũng không xa đâu. Mà nó dịch nhỉ. Bây giờ kết thúc câu là nô đã. Vậy đây là danh từ rồi, danh từ một phát thì đi tìm chủ, chủ ngữ, chủ ngữ của mình là đúng rồi. Sự đơn độc, cô độc thì nghe nó hơi buồn tủi nhỉ. Đơn độc thì chắc là nó sẽ vui vui hơn tí, nhưng một mình đi, trạng thái một mình, trạng thái gì đấy, đơn độc là không phải là A mà là B. Vậy thì trạng thái đơn độc nhưng mà trạng thái một mình không phải là điều kiện cần. À thôi, đây là không phải điều kiện đủ chị nhầm. Đây là điều kiện đủ đúng không? Dư mừng là điều kiện đủ, đủ là trọn vẹn đấy. Từ đây là từ trọn vẹn này, không phải điều kiện đủ cho đúng không? Lý câu tên là cho cái tính sáng tạo mà là điều kiện cần. Vậy là cái lý cốt tê thì nó bổ nghĩa cho cả A và cả B đây đúng không? Vậy là sự đơn độc không phải điều kiện đủ cho tính sáng tạo mà nó chỉ là điều kiện cần thôi, đó là phải cần nhiều thứ nữa thì mới sáng tạo được, đúng không? Bởi vậy cái đoạn này bên dưới thì không phải là không ví dụ về danh từ nhưng chỉ được chưa? Bởi vậy cho nên nhìn các số phẩy này, có một cái keyword nữa là mình nhìn các số phẩy nô cà, vậy là được câu động từ rồi. Tố khi ca lên tế mố, vậy là động từ của mình là câu bị động, câu bị động mà không thấy chỗ chủ ngữ ở đây. Vậy thêm yếu tố thứ ba vào. Khi mà bị hỏi, ừ, khi mà chúng ta được hỏi, chúng ta được hỏi là làm thế nào? Để có được đúng không? Để sinh ra được, hoặc là để có được đúng không? Có con hay cứ mà đây được là có con đúng không? Vậy đây là có được cái hustle là cái ý tưởng, hoặc là cái ý tưởng mà kiểu original, là kiểu signature. Cái này nó có nghĩa là cái ý tưởng của riêng mình, hoặc là ý tưởng là phát kiến sáng tạo ấy. Nhà là đây là nó bằng ý ya nhưng mà dùng trong văn viết. Nó làm thế nào để có thể có được những cái ý tưởng rất là original này, hoặc là những cái si sắc nữa là gì? Những cái tư duy theo kiểu phát kiến một cách rất là sâu sắc này. Một cách làm thế nào mà tại sao đột nhiên bạn lại được như thế? Ikinari là gì? Đột nhiên. Làm sao mà bạn khi mà bị hỏi là gì? Được hỏi là gì? Tại sao bạn lại có những cái phát kiến sâu sắc thế? Tại sao mà bạn lại có những cái ý tưởng hay đấy? Thì tôi cũng cô ta vô cái này không thể trả lời được.
được, đúng không? Bởi vì là cái sáng tạo của mình nó đấy thì cứ nhỏ nhỏ thôi. Đấy. Đột đây thì cái từ bạn đây này. Bạn ở đây nó chính là thêm vào cái chủ ngữ này, cái chủ ngữ bạn ở đây là mình thêm vào. Bởi vì là bị động mà không có chủ ngữ đâu cả, mình phải lôi cái yếu tố thứ ba vào, lôi cái người thứ ba vào để dịch, thì đấy là một cái keyword để mà mình có được cái chủ ngữ. Bởi vì tiếng Việt thì mình bắt buộc phải có chủ ngữ, còn tiếng Nhật thì có cũng được mà không có cũng được, nên là mình phải thêm. Ok, đến đây có ai hỏi chúng ta có ai ngủ không? Huy đang buồn ngủ kìa. Tiếp nhá. Thế này vẫn ok nhỉ? Ok. Rồi. Đấy, rồi. Bây giờ mình thử này. Câu này theo các bạn là câu danh từ hay cái nói trên này, các bạn đừng quan tâm nhé, cứ đọc cái gì đấy. Nói trên này nó do là IT nên nó có cái NFC thôi, nhưng mà mình chỉ không muốn cắt cái câu gốc ra nên là chỉ để như thế, còn đâu các bạn có thể hiểu được không hiểu được. Tiếp cái từ trình duyệt của mình nó chính là Firefox, Google Chrome hoặc là Internet Explorer ấy, nó là trình duyệt đấy. Hiểu hai từ đấy thì có thể theo các bạn sẽ biết câu này như nào. Quá là trình duyệt đang không hỗ trợ không việc đọc đấy. Đọc là Yomi hoặc là Yomito. Support, ok, thì hỗ trợ ấy hả? Ok, support. Thế kết thúc câu các bạn để là gì? Kết thúc câu của mình là đây là hỗ trợ. Đúng rồi, thì kết thúc câu vậy. Một bạn để cho cô bán ai là động từ đúng không? Đúng rồi, chị nghĩ là nên để nó danh từ. Bởi vì là cái chủ ngữ của mình là vấn đề đúng không? Thì cái vấn đề của mình nó không thể là động từ là thì nói thế nào nhỉ? Ví dụ là động từ với vị ngữ là nó phải ăn khớp với nhau. Ví dụ như là tôi thì phải tôi ăn cơm đúng không? Hoặc là vấn đề của tôi là không đi học được đúng không? Thì nó phải là cái chủ ngữ của mình là danh từ thường nhá. Thường cái kết thúc câu của mình nó cũng phải là danh từ để nó khớp được với nhau. Còn nếu mà các bạn kết thúc là vấn đề của tôi là tạm bên này, Watashinomonda ma sushi o tabe nai, tạm biệt bị sai, bị thương, bị thiếu, phải là tạm bên này, koto desu, hoặc là tạm biệt gì đấy. Một cái là cái kết thúc của mình nó phải ăn khớp với cái chủ ngữ, nên là cái vấn đề hiện tại của mình là chủ ngữ đúng không? Thì nó phải là như này. Cái này thì là cái đoạn này đoạn đằng sau này là chị không muốn cắt ra nhé, nên là cái đoạn sau thì không cần để ý đâu, tại vì cái đoạn này nó cả một cái câu của người Nhật người ta viết và nó có cái từ nô đệ đây, nhưng mà chị không muốn cắt nó ra thì chị cứ để luôn thôi. Nhưng mà chị chỉ muốn các bạn dịch cái đoạn đằng trước đây này, là cái vấn đề hiện tại là mitao nano đệ. Nano đệ ở đây nó chính là danh từ đấy các bạn. Bình thường nó là taiô sư là bạn nào hỏi làm ID thì chẳng tốt đấy, nhưng mà cái từ xử lý bình thường nó là taiô, nghĩa là tôi sẽ xử lý việc này cho anh, tôi sẽ giải quyết việc này cho anh. Bình thường nó dùng từ kai kết chữ đúng không? Nhưng mà kai kết chữ nó chỉ dùng trong trường hợp là giải quyết các cái vấn đề như là chính sách xã hội rồi chính sách rồi. Nó rất là to ấy các bạn. Còn bình thường ấy mình chỉ nói là tôi sẽ làm cho anh thôi, thì là yarimas này, taiô shimas này, đấy, kakuni shimas là ba những cái từ mà mình dùng thường ngày thôi. Còn những cái từ như kai kết chữ sự là giải quyết vấn đề rất to lớn này, hoặc là sōrishimasu thì là xử lý nội dung chi tiết gì đấy, nhưng mà thường các bạn sẽ dùng từ taiōshimasu này dùng rất là nhiều này. Có là tôi sẽ xử lý cho, tôi sẽ làm cho, thì từ taiōshimasu hoặc là yarimasu là hai từ mình hay dùng. Là còn cái từ này, trong cái từ này nó nghĩa của nó là hỗ trợ, gọi là đáp ứng được cái gì đó ấy. Đúng không? Browser này là trình duyệt đúng không? Các bạn có thể để luôn là gì? Genzai no mondai wa somo somo là vấn đề, tại là vốn dĩ là nó không chậm. Mitao. Cái này mình áp dụng về mặt đấy thôi nhá, còn cái câu này nó hơi lệch một tí. Thì là gì? Browser da somo mitao na no desu, thì các bạn thấy cái từ gá này, cái trình duyệt này là danh từ, thì kết thúc câu của mình nó phải là danh từ. Đấy, cái chị cũng nói là như thế. Tiếp đến lại là Ninsuki nano desu, là tôi đang hiểu là như thế.
đang hiểu là như thế, thì cái này nó là câu danh từ nhá. Thì cái tí nữa chị sẽ phát cho các bạn cái tờ kia, các bạn về các bạn chép, à các bạn nói chung là thích thì dám sổ nhá. Thì cái này này, các bạn nhìn thấy không? Chủ ngữ là quá, kết thúc là vô tổ, bí quyết của thành công hơn hết vẫn là đấy. Thì cái này nó là câu danh từ. Khi mà đọc sách các bạn sẽ thấy dùng rất nhiều câu danh từ. Chị đang đọc cái cuốn Yari Nasai mà chị chia sẻ ở cái cuốn tiếng Anh là The Art Ways, gặp rất nhiều câu danh từ. Chị đã lấy ở đây một số câu rồi, buổi sau mình sẽ chia sẻ những câu danh từ đấy, một câu dài dằng dặc hai dòng và nó là câu danh từ, và dùng rất là nhiều. Khi mà mình đọc sách thì mình sẽ đọc nhiều câu danh từ như thế này. Tiếp, điện thoại tôi đang có là Samsung rồi. Cái này như chia sẻ trên Facebook rồi, bạn nào nhớ thì chắc là sẽ có. Mốt tê nữ cũng được. Mốt tê nữ thì phải là mốt tê nữ. Nổ, nổ bắt, đúng không? Đó là cái thứ mà tôi có là AB đúng không? Thì nó phải là mốt tê nữ nổ bắt, đúng không? Samsung Galaxy đấy, đúng không? Đấy là các bạn nào có phương án khác. Tôi đang có thì ngoài cái từ mút tê nữa ra. Đúng rồi, bạn Casino, đúng không? Đơn giản, dễ hiểu. Đây là cái câu mà người Nhật dùng. Mochi là mút tê nữa đúng không? Nhưng mà chuyển sang danh từ thì là mochi đúng không? Mochi là tôi đúng không? Mochi mochi no á. Đấy, nhìn không? Cái từ no á này. Máy phụt cả iPhone này bằng với no. Nó có, mình có một công thức nữa là gì? No ở đằng trước là gì thì đằng sau là cái đấy. Ví dụ hôm nay tôi không ngủ được là vì tôi nhớ người yêu. Thì cái từ no này nó chính là cả là đấy. Tức là kêu quá, nên mưa đây này, đúng quá. Phụ kinh tô nhớ là gì? Ô môi là sự thì là cả là đấy. Đúng không? Kết thúc là khả năng này thì là cái nô đấy, đó là vì nó vì đúng không? Vì tôi nhớ người yêu nên tôi không này. Thì ở đây nô á nó là cái gì, đằng sau nó là danh từ thì cái nô này nó là danh từ. Thế là đằng sau nó là thời gian thì cái nô đấy nó là thời gian. Thế là lúc mà mình dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt ấy mà các bạn thấy nô ấy thì các bạn nhìn ra phía đằng sau. Nếu nó là người thì là cái người đấy, nếu mà cái vật thì là cái vật đấy, nếu mà lý do thì là cái lý do đấy. Thế là cái mà chị hay dịch thì là cái thứ đúng không? Cái điện thoại. Thì cái iPhone này là cái điện thoại không? Không có cái từ điện thoại nào hết. Nhưng mà mình dịch là điện thoại tôi có là iPhone. Hoặc là bây giờ người đúng không? No á, hương để sẵn hạn. Như là bố xí ố cao mức tê để no á, hương để sẵn hạn. Đúng không? Thì hương là cái người đeo mũ. Đấy, thì cái no đấy nó là cái đấy. Chứ mình không dịch là cái mà tôi có là iPhone. Đúng không? Thì kiểu đấy. Tiếp ở đây chữ này. Đấy. Đúng không? Cái điều mà cái thứ là một giọt nước. Thứ mà ta không biết thì là một đại dương. Đấy, câu này của ông Isaac Newton. Cái này chị sáng tạo. Làm lâu lắm rồi các bạn, làm từ năm ngoái năm kia rồi đấy. Nhưng mà lần này thì lấy ra để dùng thôi. Tiếp, cái câu tính từ. Bây giờ rồi. Đã đủ thời gian. Vẫn sớm mà cũng nhanh đúng không? Câu tính từ thì tương tự câu. Câu danh từ. Thì vẫn là A là B, A không phải là B. Nhưng mà mình cũng sẽ có cái đây, giống như cái đoạn hồng hồng này, nó chính là cái câu tính từ này. Tính từ thì kết thúc là Muzukashi, đúng không? Cái việc đấy thì rất là khó. Ok, vậy cái việc gì khó đây? Mình thử dịch là no á. Cái chủ ngữ của mình là no á này. Thì cái việc mà đây đọc là gì ạ? Osai câu ngữ là gì? Kìm nén, đúng không? Kìm nén. Tiếp, cái đề kitara này là gì? Khi ra được là phải yêu quý họ, vì sao mới
chị đã định dậy lúc 5 giờ nhưng mà 5 rưỡi chị đi dậy được. Thì là cái lúc 5 giờ có chuông reo, chị ta chỉ bật chị tắt đi. Thường một nguyên lý nữa chắc không sao. Đấy thì là cái lúc mà IOK đã lên kịch bản. Một khi mình đã nghĩ là gì, ôi ngủ lắm, không ngủ thêm tí nữa đi, là khó mà có thể khống chế lắm, ngủ tiếp ngay lập tức. Đấy, cái ý cái câu này là như thế. Nhưng mà cái đề kịch bản này nó có một cái nghĩa khác mà các bạn không biết, có biết, các bạn có biết không, là hình thành chứ không phải hoàn thành, mà là từ hoàn thành cũng được. Nhưng mà nó có nghĩa là một khi mà đã hình thành nó rồi, đã nó rồi, đã tạo ra được nó rồi, đã đề kịch bản nó rồi thì thế nọ thế kia. Vâng, thì cái câu của mình, cái đồ án này là cái chủ ngữ này, thì tất cả những cái đoạn đằng trước này nó chỉ là cái ngữ pháp và cái bổ ngữ cho cái chủ ngữ này thôi, nên cái chính của mình nó vẫn là cái đồ án này từ trở đi, đúng không, là cái việc mà mình một khi mà, đúng không, một khi mà đã gọi là có cái lý do rồi, đi qua kê là lý do rồi, thì rất là khó có thể negotiate được cái lý do đấy. Thì đây cả cái câu này thì nó nằm trong một cái, nó là cái quy tắc 5 giây. Có nghĩa là một nhá, cái này nó là chính là cái việc là đã xác định học ấy thì 5 phút là trong 5 giây là học, phát là đừng có nghĩ ủa mày quá là IOK rồi đấy. Rồi nói 5 1 2 3 học là học. Đúng không? Thì cứ làm sao mà học được? Đấy kiểu thế, nó chính là cái câu này. Đó là một khi nếu ở đây nó có một cái quy tắc ở trong cái đoạn, trong cái cuốn này nó có là sử dụng quy tắc 5 giây thì là mình sẽ có thể này, có thể hành động được trước khi mà mình đưa ra cái lý do. Đấy, khi mà đã có lý do rồi thì thôi sẵn không thể nào mà ấy được. Thì là mình, trong cái lúc mà mình chưa nghĩ được cái lý do gì phát là mình phải đứng dậy mình làm luôn thì có may ra. Đấy, có thể ngày hôm nay chưa được nhưng mà ngày mai ngày kia thì mình sẽ làm được. Đấy, là mình phải hành động trước khi mà mình nghĩ ra cái lý do để mà mình bao biện. Thì cái này nó câu tính từ này, đúng không? Cái việc đấy rất là khó. Câu này. Đây, câu này thì cho mẹ tôi đã bị quên soạn không này không đi. Mình nhìn tiếng Việt nhá, chính là. Bây giờ câu này kết hợp của cả ba loại câu. Các bạn phân tích khẩu chính nào? Đắm chìm vào cái việc đó, thì cái việc đó là việc gì? Là
Canxen này nó chỉ là đóng chìm hoàn toàn, nhưng mà đóng chìm hoàn toàn vào việc đó đúng không? Ở cái động từ mình là ní rồi, đúng không? Trợ từ ní là đóng chìm hoàn toàn vào việc đó, nhưng mà cái việc đó là việc gì? Không, chính xác là từ nào? Solo photo này là cái gì? Nó phải là danh từ. Cái gì ạ? Đúng rồi, Arumono photo này. Đúng rồi, chúng ta ní vào cái này và ní vào cái này nữa. Cái ní này và cái ní này, hai cái nó đều ní. À đúng rồi, động từ đi với ní hoặc là đi với ố. Thì là ní với ố. Rồi, tiếp, câu này là câu, cái câu no no này, này là cái câu gì? Câu danh, danh từ. Và khi mà nối hai câu này với nhau thì nó bằng đế. Tính từ cũng thế nhá, tính từ thì cũng đế hoặc là cư tê đúng không? Còn danh từ thì chắc chắn là đế rồi. Hoặc là nếu mà lịch sự hơn nữa là đế á đự. Đế á đự đúng không? Thì đây là đế rồi. Vậy mình sẽ dịch là flow. Flow là dòng chảy nhá. Dòng chảy là cái khái niệm dòng chảy trong cuốn sách có cuốn flow ấy. Dòng chảy. Vậy câu danh từ đầu tiên là cái câu danh từ mình sẽ dịch là gì? A là B. Flow là khái niệm. Đúng rồi, cái ông này là bổ nghĩa là nhà tâm lý học đã đề xướng ra và nó chỉ cũng chỉ là chỉ cái trạng thái gì trạng thái động từ khi đối chủ và bổ ở đây gì đấy. Mình sẽ đắm chìm hoàn toàn vào trong đó. Đúng rồi, đắm chìm và tập trung hoàn toàn vào trong đó. Đúng không? Đấy thì là có đúng công thức không ạ? Đầu tiên là dù câu dài đến mấy, dù câu to đến mấy, mình hãy chia thành câu danh từ, câu động từ, câu tính từ rồi nối nó lại vào với nhau. Vậy công thức của mình là chủ ngữ, đầu tiên mình đi tìm chủ ngữ này, sau đó tìm câu này. Câu thì mình sẽ chia ra câu động từ, câu danh từ, câu tính từ này, nối danh từ thì A là B, động từ thì dịch từ, động từ dịch lại. Giờ vào pháp nữa và nó thành một câu, cái câu dài mấy thì dài đều có thể dịch được. Đấy là kết hợp của cả ba loại câu. Thôi rồi, ấn hôm nay cái đoạn này thì không cần rồi. Bây giờ mình đến cái mệnh đề danh từ này, nói mệnh đề danh từ rồi nhưng mà nó chính là cái đoạn mà chúng ta vừa học ấy. Không, mệnh đề danh từ của mình nó sẽ có danh từ cộng danh từ này, cái tác phẩm của nhóm lượng. Đúng không? Mệnh đề danh từ mình ở đây nó chính là danh từ cộng danh từ này, danh từ cộng động từ này, đầu tiên đây IT này, đúng không? Cái đối tượng mà mình đang nói tới này là mệnh đề danh từ mà kết hợp bởi động từ cộng danh từ. Ở đây nó chính là cái này. Còn danh từ cộng danh từ thì nó là cái này. Để nhầm rồi. Tính từ cộng tính từ thì nó chưa ở đây cũng có. Nó chính là mệnh đề danh từ mà mình biết cái này rồi đúng không? Rồi, đọc cái đoạn này. Dài lắm đúng không? Nhưng mà chia ra, chia giúp chị. Chia bằng cách nào ta? Dấu chấm, dấu phẩy. Tuần tư duy của ông này, để trong cái cảnh và cái ông này
ông ấy bước vào cái này, đúng không? Để đơn dịch sơ nhá, thì là gì? Ở đây động từ dạng kết lửng, và kết lửng này thì bao gồm sẽ đi cùng với một động từ đồng đẳng với nó. Đã có kết lửng động từ thì chắc chắn phải có một cái động từ tiếp theo. Động từ tiếp theo là aruite, đúng rồi. Aruite này phải đi với cái hình ảnh, cái dáng vẻ, cái hình ảnh, đúng không? Vậy cái dáng vẻ hình ảnh này được bổ nghĩa bởi động từ gì? Động từ gì nữa? Đúng rồi, vậy là hai cái động từ này đều yoshi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, vậy là gì? Ở cái cảnh đấy thì là động từ là được giới thiệu, vậy thêm chủ ngữ vào. Đúng rồi, ông Pin ghét được giới thiệu, đúng không? Hoặc là chương trình đã giới thiệu, đúng không? Thêm cái yếu tố thứ ba vào, chương trình giới thiệu cái hình ảnh, đúng không? Hình ảnh gì? Ông ấy, đúng không? Ông Pin ghét này, ông ấy kakae ôm một cái đeo Ireru. Đúng rồi, đã có những cái cuốn sách mới vào trong cái cuốn đấy rồi. Ireta là đã bỏ vào rồi, đúng không? Nhớ nhá, Ireta này có nên là hay được này. Cái một cái là cho vào và một cái là bước bước vào. Và đi bộ. Cái này nó là cái bến tàu ấy, cái bến để đi ra cái con tàu không ấy. Mưu kê được này hay dùng này. Hướng đến nó đi tới đâu đấy, tới cái lều nhỏ. Cái này là cửa đấy. Cái từ này là kiểu cách xa mọi thứ đấy. Tiếp chủ ngữ này. Đến đây động từ, phải có động từ. Vậy chủ ngữ cộng động từ cộng bổ ngữ. Ông ghét ngồi trước nhỏ mà nhìn thấy được cái bờ biển. Tiếp nô á là cái gì, đằng sau là cái đấy? Đúng rồi, những cuốn sách, đúng không? Cuốn sách ở những thứ tại vì nó bao gồm cả sách, cả bút, những cái thứ ở trên bàn chỉ là đấy, tổ cô la là tổ la cô la cảm cân. Sổ tay, bút và cuốn sách, rất là tối giản luôn. Tiếp ông đấy là sao? Ngày trước, đúng không? Đúng rồi, đọc ký gì là gì? Các cái bài post trên Facebook hoặc là các cái bài báo thì bây giờ đều gọi là kizi. Đây là gì? Tạp chí trong ngắn nhất. Ông đây nhá, chủ ngữ này. Ông ấy nói rằng mặc dù ngày xưa tôi có thể đọc sách, đọc những cái bài viết ngắn trên tạp chí bằng một thời gian ngắn, nhưng đã sách thì ít nhất phải là báo một tiếng, đúng không? Tạp chí thì chiêu, đúng không? Ý ông là ông đọc tạp chí thì ngắn, cứ ít ngắn ít ngắn thời gian được, mà nếu mà ông đọc sách thì ông cần ít hơn một tiếng. Đúng rồi, các bạn có không? Các bạn làm gì không? Đấy, thì cái cách mà mình phân tích là gì? Mình chia nhỏ nó ra. Đầu tiên là câu đầu tiên, đúng không? Đến cái đây, đúng không? Câu 2 có là cả cái đoạn này nó có 4 câu. Sau đó mình dịch như chị em mình vừa dịch ý. Là câu đấy là câu động từ, câu danh từ hay câu tính từ, rồi mình ghép lại với nhau. Ok chưa? Đấy. Để phân tích áp dụng này. Thì đấy là cái mệnh đề danh từ, đúng không? Cái mệnh đề danh từ của mình bao gồm cái này thì chắc
chắc là lý thuyết cơ bản là anh biết đúng không, là mệnh đề danh từ bao gồm động từ, động tính từ, tính từ, danh từ rồi đấy. Nên danh từ, danh từ giống như là mình vừa phân tích. Bây giờ mình sẽ thử làm một câu quiz để hiểu cái gì mình muốn học. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn cái kia thì chắc chắn các bạn đã được tặng rồi, còn đâu
1 để mình phân tích câu đúng không? Thì nhiều bạn, các bạn phân tích là mấy câu? Đúng không? Chính xác là 3 câu đúng không? Mặc dù ở đây nó là dấu phẩy nhưng mà mình sẽ thấy kết thúc là động từ thì mình tắt cắt luôn ra được, đấy là câu động từ này. Xong là tam dương đế này nó cũng là danh từ, mình cũng phải cắt thành một câu này. Và cái đoạn ở bên dưới này thì nó là cả một cái câu dài, đúng không? Thì là mình có thể tắt câu này một câu đơn, câu này một câu đơn. Đoạn dưới thì có thể t thì chắc chắn là nó chưa thể là kết thúc câu được, nên là mình sẽ có ya thì cũng chưa thể là kết thúc câu được. Có ya một phát thì phải, ở đây là danh từ thì phải tìm một cái danh từ đồng đẳng với nó. Thì theo các bạn danh từ đồng đẳng với nó là đúng rồi, parameta đúng không? Danh từ này với danh từ này là đồng đẳng với nhau và cùng đi với động từ ố hen ka sa se ru. Vậy cái từ ố này đi với cả cái ya này và cái parameta này. Vậy là mình chia làm 3 câu nhá, tạm thời mình chia làm 3 câu này. Tiếp đến mình sẽ, khi mà mình đọc thì mình sẽ thấy à nó có 3 câu như thế rồi. Nên mình sẽ phân tích cái câu cuối cùng là cái câu dài nhất. Cái câu dài nhất thì là mình thấy câu kết thúc bằng động từ. Nên câu này là câu động từ. Bây giờ mình xem chủ ngữ của câu. À cái này là mình sẽ áp dụng này. Chủ ngữ thì là trong một câu dài thì sao? Cái chủ ngữ của mình nó sẽ xuyên suốt cả một đoạn đúng không? Giờ bắt lại này. Các bạn sẽ thấy chủ ngữ của mình nó là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo của mình nó sẽ đi với cả câu đầu tiên, câu thứ hai và câu thứ ba. Nên là cái trí tuệ nhân tạo này nó sẽ là chủ ngữ của cả cái câu thứ ba này nữa, từ cái ta đà này nữa, đúng không? Thì mình phải, khi mà mình dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, mình phải cho cái chủ ngữ vào thì cái câu của mình nó mới xuôi. Nên của mình nó sẽ là gì đây? Là trí tuệ nhân tạo, chủ ngữ của mình nó vẫn là trí tuệ nhân tạo. Và ngữ pháp đi kèm của mình ở đây là có thể tê này, có cái ta đà này, đúng không? Ta đà, đa kê là chỉ đơn thuần này. Mình sẽ có thể tê này, ok chưa? Khi mà có thể tê thì phải đi với động từ đồng đẳng với nó là toraiste và kurikaiste, là hai cái động từ đấy là bằng nhau, đồng đẳng với nhau. Rồi danh từ ở đây có ngữ pháp là ya và ya đấy, bổ sung đấy. Thì cái danh từ trước ya là vô sa thì nó đồng đẳng với nó là parameta. Bây giờ mình sẽ dịch theo thứ tự chủ ngữ, động từ cộng bổ ngữ cộng ngữ pháp đi kèm. Vậy chủ ngữ của mình nó vẫn là trí tuệ nhân tạo. Động từ của mình đầu tiên là torai đúng không? Vậy là trí tuệ nhân tạo chỉ đơn thuần là lặp đi lặp lại, nan đồ mô lặp đi lặp lại nhiều lần này. Động từ thứ hai là thay đổi đúng không? Thay đổi cái đầu tiên, cái dung sai, cái sự sai khác đúng không? Ở đây trong bán học nó gọi là dung sai trong kết quả này, hoặc là thay đổi cái parameter là cái biến số về cái biến số có cái giá trị cao hơn đúng không? Biến đổi cái tham số hay cái biến số thành cái hướng là có cái giá trị cao hơn, bắt đầu mình làm những cái gì mà mình cảm thấy nó tốt hơn đúng không? Trí tuệ nhân tạo nó cũng thế, nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, thay đổi những cái dung sai của kết quả rồi làm thế nào đấy để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng đúng không? Là về hướng cái giá trị mà được đánh giá cao hơn ấy. Cái can sư này, cái hàm số này có là biến đổi về cái hàm số mà có cái đánh giá tốt hơn mà thôi đấy, chỉ đơn thuần là như vậy thôi, lặp đi lặp lại rồi thử đi thử lại như thế thôi. Thì bây giờ AI nó cũng đang làm như thế. Và bây giờ mình ghép lại thôi, mình ghép ba câu lại với nhau. Các bạn chưa cần làm gì cả, các bạn chỉ cần ghép ba câu lại với nhau nó thành cái câu như này đúng không? Trí tuệ nhân tạo trông có vẻ đáng kinh ngạc, tuy nhiên nó chủ ngữ nhá. Chủ ngữ thì các bạn vẫn phải cho cả ba cái câu đấy đều có chữ nó hoặc là trí tuệ nhân tạo vào để cái câu tiếng Việt của mình bắt buộc phải có chủ ngữ ấy, thì cái câu của mình nó mới xuôi ấy. Nên là gì? Trí tuệ nhân trông có vẻ đáng kinh ngạc này, xong quy tắc học của nó này thật đơn giản này, vâng, ghép câu này với câu này, xong là trí tuệ nhân tạo, cái đoạn này thì là trí tuệ nhân tạo. Thì là câu của mình là trí tuệ nhân tạo, nhưng mà ở đoạn đằng sau là chỉ để không để cái trí tuệ nhân tạo vào đây nữa, để chỉ giảm cái trí tuệ nhân tạo ở cái câu đầu đi thôi. Thì là mình chuyển nó thành nó rồi cái việc đó nọ kia, đó chỉ là việc đó đây này, đó chính là nó chính là cái trí tuệ nhân tạo ấy, chỉ việc thử đi thử lại nhiều lần này, thay đổi các dung sai trong kết quả đấy, biến đổi các tham số về hàm số có cái đánh giá tốt hơn mà thôi đây nó chính là ta đà đa kê. Ta đà đa kê là một cụm, ta đà đa kê này là một cụm ngữ pháp đi kèm nhau.
cũng như là ta đã chư nô bây giờ là mưu xin đặc biệt tôi chỉ là người Việt bình thường đấy, hoặc là ta đã mà tạo là gì nhỉ chư nô không như kê tả đặc biệt đấy, tôi chỉ là một người con tơ bình thường thôi đấy, thì là ta đã đặc biệt đấy thì là một khúc với nhau. Thì đấy là cái cách mà mình phân tích câu. Thì buổi hôm nay mình đã đặt có một cái gọi là bước cạnh đầu tiên ấy, mình sẽ đọc cho mình là có ba loại câu như thế, và từ giờ trở về sau trong suốt 10 buổi còn lại mình sẽ áp dụng cái công thức đấy, và kèm với đó là mình sẽ lấy các cái ví dụ của mình trong thực tế để mà áp dụng nó và sử dụng nó được một cách gọi là nhuần nhuyễn ấy. Tại vì cái mục đích mà chị hướng tới ngoài cái việc đọc sách ra ấy, là mình có thể